con thứ ba nha anh em. Này chép coi tính 2 kg nha anh em. Chơi không chạy với anh em luôn. Đây nha anh em. Đây. Coi nữa nha anh em. Rồi con này ký mấy tính 2 kg cho anh em luôn. Đó. Con thứ ba nha anh em. Mới lại chim xong lên nữa. Cá ăn như chó luôn. Bị đuổi luôn. Đó, bị đuổi luôn. Hai anh kia 5 kg rồi, con này 2 kg nữa là 7 kg rồi. Rồi, qua đò. Đó anh em lẹ nha anh em, mới có 15 phút à. Này có nên đuổi luôn không anh em? Đó. Không, nói vậy thôi chứ tùy người à. Đó. Nha anh em. 15 phút bây giờ mới có mới xuống 7 rưỡi. Mới xuống 7 rưỡi mà bây giờ mới xuống 7 rưỡi mà bây giờ 7 giờ 45 bắt 3 con nha anh em. Đây. Hả? À, lại chìm chết em rồi anh em ơi. 3 con, chết em rồi anh em ơi. Tới luôn rồi anh em ơi. 3 con nha anh em. Cá cũ cá lớn đang ăn mặn nha anh em. Đây. Anh em mới xuống cần. Vô Ngọc Tâm là phải câu mấy cái cần cỡ này nha anh em. 50 hắt. 3-4 hắt là không ăn thua nha anh em. Đó. Anh em phải chơi tầm dông cỡ này câu cá Ngọc Tâm nó mới phê nha anh em. Đó. Tuấn đâu rồi? Qua đây lẹ đi. Chưa bá xuống cần luôn anh Tuấn ơi. Chắc cái này cá đổ lại chứ. Đó nha anh em. Đó, chơi phải chơi tầm dông cỡ này nè anh em. Của cần của anh em bao nhiêu hấp? Đó, anh em chơi nổi bằng cần này không? Xuống 15 phút bắt 3 con này anh em. Con nên đuổi không anh em ơi? Anh em nói là à, chú quay rõ cái mặt ông dán hình lên cổng đi. Đó. Anh em nói anh á là chưa xuống cần đúng không? Thôi cá đó thả lại đi, mình chơi lại từ đầu, mình tính lại đi. Chơi giờ sớm 15 phút bắt 3 con này, chủ hố làm ăn gì nữa. Đó, lại che mặt này anh em ơi. Giờ giấu mặt luôn rồi. Đó, vô Ngọc Tâm nha anh em. Giúp. Đánh thẳng đi ông Thành. Đây có người mà, ví dụ anh đánh bên kia không biết là vậy, người ta ngồi đó, nó kỳ, người ta không nói. Có mấy con cá đây anh em chơi xấu anh em. Đây ngồi đây mà quýnh qua đây. Ủa cái hồ chà bá đó thích thì qua đó ngồi. Không ai chơi vậy đâu có được anh em đúng không? Mình chơi kỳ quá anh em. Đó đây 15 phút 3 con đây. Tôi quay cứ ngồi để tôi quay cho anh em coi nha. Chắc tôi phải cắm ấy đó. À, 3 con. Hai con 3 kg rồi. Với một hai con 3 kg với một con chép coi tính 2 kg cho anh em luôn nha. Đó. Đó, dậy đi, đó, vô góc núp đi. Ngồi thì người ta ngồi đây mà đánh đây anh em. Ý là khi ấy gì, tí người ta quýnh thôi không can đâu nha. Đó, không biết đâu ạ, à. Không có cái. Tí người ta quýnh thôi không can, quýnh đúng. Ngồi đây mà quýnh không quýnh thẳng ra, quýnh vô bờ anh em. Con người gì kỳ cục vậy, ý là ý anh bắt được nhiều cá, anh thích làm gì anh làm á hả? Hả? Rồi, kể con Tâm chơi nha anh em. À, nay anh em mới sáng sớm 3-4 cây rồi. Anh em tranh thủ vô chơi lấy xôi chơi anh em ơi. Đây nè. Nay vẫn 40 con ca 40 ca con anh Tuấn ơi. Chơi không chạy anh em luôn. Nói chung là lỗ thì cũng đã lỗ rồi. Để ráng chơi hết tuần cho anh em chơi hết tuần đi. Chứ giờ biết sao giờ. Nay vẫn 40 cà con chép coi nha anh em ơi. Ừ, nhỏ lớn cá coi, nhỏ lớn gì tính đồng giá cho anh em 2 kg hết nha. Vẫn còn chơi nha anh em. Đó. Đang câu ra lèm bèm. Tôi nói chứ, đang câu mà ra lèm bèm vậy chắc 3 con thôi hết rồi. Chơi chù ẹo vậy không được rồi. Đó, bên... hồ tạp cũng sắp đủ 10 cây anh em ơi. Hồ tạp sắp đủ 10 cây rồi nha. Hồ tạp đang ăn rất là mạnh nha anh em. Tại vì mình dèo cá nó rất là thấp cho nên cá nó nhảy ra rất là nhiều nha anh em. Đó. Cá bên nó là 3-40 kg không nha anh em. Đó anh em tranh thủ vô chơi anh em ơi. Rồi. Mới sáng sớm 2 live stream rồi anh em ơi. Chết bà luôn rồi anh em ơi.
Mới tắt livestream lên tiếp anh em. Rồi coi nữa, rồi 2 kg nữa anh em. Hai con coi, hai anh chép lớn, hai anh coi là 4 kg, hai anh chép lớn 6 kg, 10 kg anh em. Câu 15 phút qua đò. Cả hồ Ngọc Tâm dễ anh muốn chết anh em ơi, đâu đâu được coi anh cá chép ơi. Ê con này lớn nha, con này lớn không nhỏ. Đâu anh cầm cá lên chụp hình nữa ơi. Cầm cá. Dơ thì rửa tay. Có chụp không? Không chụp đuổi luôn rồi. Nữa anh em ơi. Tới nái luôn rồi đó, ông nương tay nương nương xíu mà. Lỡ mà nó câu mình cứ giả bộ cho nó chạy đi. Đó, giúp nha anh em ơi. Lên nữa, lên liên tục. Qua đò rồi nha anh em. 15 phút, chết bà luôn anh em ơi. Rồi anh em gắng tâm tâm chơi nha anh em. Tiếp tục, con thứ 5 nha anh em. Bây giờ là 5:15, là 25 phút, 5 con nha anh em. Cứ 5 phút con nha anh em ơi. Đó, coi nữa nha anh em. Đây. Đây, coi tiếp anh em ơi. Trời. Đó, coi tiếp, để tí kêu ra tạt thuốc. Có đâu, tại vì con này nó bị sẵn rồi. Đó, còn thứ 5 nha anh em ơi. Cá cuốn ổ anh em tranh thủ bắt cá mặn đi anh em ơi. Chó không vô câu đây câu đâu. Đó, câu không câu đây câu đâu anh em. Rồi ghé chơi anh em ơi. Livestream quá trời livestream luôn rồi. Mà anh em không vô nữa thì đi đâu nữa hả anh em. Còn thứ 6 nha anh em ơi. Đó, anh em coi 28 phút 6 con nha anh em. Con này con thứ 6. Anh em không tin thì tôi quay ánh 6 con tôi quay 5 cái livestream nữa nha anh em. Đó, con đầu là thấy chứ mày không thấy nha. Con đầu thấy á, nhưng mà ra không kịp á. Bên kia cũng ăn rồi kìa. Đó, cá này cá lớn, cá cũ nha anh em. Nha. Đây cá cũ cho anh em nha. Tiếp rồng luôn. U xa. Quá đã nha anh em. Đó. Anh em đừng kêu đuổi luôn nha anh em. Đó, có nên đuổi không anh em ơi? Dứt anh em. Bên kia cá cũng lên nè anh em. Đó. Em muốn chấm dài, không có xài tin gì nha. Hồ tạp lên đều luôn nha anh em. Bao qua đò bao lời luôn. Hồ cá dễ quýnh muốn chết mà không quýnh được thì thôi chứ. Rồi nha anh em. Con thứ 8 nha anh em. Để quay hình cá cho anh em à. Coi nữa cái gì? Coi nữa hả? Trời. Coi này có nửa ký à. Cái máy của người ta. Cái máy nữa kì. Cái máy chứ cha. Mấy con đó là mấy con nhỏ. Hả? Gì? Căn ký thôi, cũng còn hấp dẫn hơn. Anh nói thiệt. Con thả đi lần 10 con 20 con là hấp dẫn hơn. Tí lọc mấy con nhỏ qua kia nhanh thôi. Đó, con thứ 8 nha anh em. Là 16 kg rồi. Tính đều, tôi tính đều là 16 kg rồi nha anh em. Đó. Bây giờ mới là 8:27 ánh xuống lúc 7:30 nha anh em. 1 tiếng, 8 con. Đó. Lụp nha anh em. Cậu thứ mấy anh Tân? Cậu thứ 11 hả? Làm quá trời làm. Chưa đâu, mới 9 giờ 10 mà. Thường 9 mấy 10 giờ, hôm qua không vô hơi trễ nữa. Hôm qua xuống cằn không rồi, đâu 9 giờ 45 nè. 10 giờ. Cả lên liên tục anh em ơi. Sáng giờ cứ xuống mồi lên, xuống mồi lên nha. Bây giờ cũng mới làm có 1 tiếng mấy hồi bao nhiêu rồi đó. Cái chục con ạ. Nàng, ủa nàng lia lia vậy. Mà giờ ông làm đi lửa cả lên liên tục anh em ơi, tranh thủ vô bắt anh em ơi. Nay thứ 7 cuối tuần, mát, nước đẹp. Chỉ nắng buổi sáng chút xíu thôi nha nè.
Con nhắc chưa là nó cháy, nhắc chưa lại cháy đồng. Thầy buổi sáng còn mát và nắng chút xíu rồi. Đây nó nắng ấy, sẽ sới à. Góc bên bãi này mát được buổi sáng. Ở đây là tầm khoảng không, nó mới mát là tầm khoảng rơi khoảng 2 giờ mấy chiều, khoảng 2 rưỡi 3 giờ. Nó đậu nó mới cái. À, tới chiều thì nó đánh tới 2 mấy 3 giờ nó mới mát. Mát tới chiều tối luôn. Ờ có chú kia thường thường vô một mấy ông đánh nha, là vô cầm dù chút xíu là rồi đó, là cũng mát tới chiều luôn. Còn ngoài là ông đánh hồ trển, ông đánh hồ trên chỗ ngồi chỗ cái gì đó là khỏi dù luôn. Ông sợ mưa thôi chứ còn nắng nó vô ngồi nó bao mát. Ông có khác mà. Này con trắng con kia xám. Ờ liên tục anh em ơi. Đây, đang chuẩn bị xuống một cặn nữa nha. Chết đi. Cầu cứ qua đò miết anh em ơi. Mấy ngày nay vô là chủ hồ đãi anh em. Tranh thủ vô lụm anh em ơi. Cầu qua đò không. Mày lỗ hết á. Cầu toàn là qua đò. Cầu toàn là qua đò. Anh Hồng Đại bữa nay là giờ là 7 cây 8 cây. Ờ, chắc là 7 cây 8 cây rồi đó. Bên đây có thua vậy. Đây này giờ sớm xuống cái nữa ông Minh nữa. 5 em rồi, 5 cây rồi, rồi gì nữa. Từ từ mới 9 giờ 9 giờ 10 mà. Sáng còn ăn uống nữa nè. Cả lên liên tục. Đó. Kéo lia chi hết trơn. Cá to luôn nha. Đó. Mấy người mới tập câu mà dính dính cá bự không à. Đãi mà. Có cái gì đó. Tôi không nhìn thấy cái phao. Hồi nãy tôi dừng con giật đại. Nó chạy dính luôn. Ừ. Mà không thấy phao đâu hết. Cá to đùng luôn nghe nè. Ừ. Coi như là mắt kém á, chuối dạ. Chừng mấy phút cái là mờ. Thấy gì. Đang tập đi câu. Lùm cá to đùng. Bốn con màu cá cỡ đó không đó nè. Mấy chú mới tập câu mà cá lên cỡ này không nè anh em ơi. Cá lên lia tia cho nghe nè. Lý xịt chìa chứ. Đăng lên thay đi. Đó. Hộ này là được 5 chú lão tướng rồi đó nha. Đó. Đó. Sáng vô là mấy chú lão tướng không nè thấy không. Kỳ cụ không á. Kỳ cụ không á. Mấy anh nó trẻ trẻ mà câu thua mấy chú này là chết luôn á. Vô hồ ra sáng mấy chú lão tướng đâu không nghe nè. Đây, chú Sáu nè, chú Ba nè. À, chú này chú cái đồng mới tập câu nè. Chú kia là bên quận 3 nha. Còn chú góc hồ này là Đồng Tháp nha. Đó. Còn là bữa nay là kỳ cụ không luôn á. Hồ bữa nay là mấy chú kỳ cụ không nè thấy không. Chữ dằn không luôn á. Có em là đến lát rồi mới vô. Bữa nay mấy anh trẻ trẻ mà câu thua mấy chú này mấy anh dẹp cằn hết luôn nha. Đó, mấy giờ mấy anh mà trẻ trẻ mà câu thua mấy chú này thì mấy anh cũng dẹp cằn luôn nha. Hồ chuẩn bị sàn soi nha anh em ơi, đang chuẩn bị xuống 3 cây nha. Đây đang chuẩn bị bên đây 2 cây. Bên đây xuống cây, đang chuẩn bị xuống 3 cây nữa nha anh em. Xong là 10 giờ mình quýnh soi nha anh em ơi. Bây giờ là mình chơi soi á, tranh thủ vô lượm anh em ơi, cá lên gắt nhiệt nó, cá lên liên tục, chú dưới mới vừa lên đây tiếp tục lên, cá lên liên tục nha nè, đó, hít, là lẹ đi, tranh thủ đi, anh đang chứng bị vô nữa anh em ơi, bao cơm luôn đây, bao nhóc luôn á. Bao đá đầy. Cá lên liên tục anh em ơi, cá nó ăn chay anh em ơi, bữa nay 14 15 gì đó, cá ăn chay nha anh em.
cá anh đang đánh là cá trai anh em ơi, ăn như chó luôn. Đúng rồi, mấy ngày 14 gầm rồi là quýnh cá trai là đúng bài luôn, nó ăn dữ lắm, ăn chép mà. Chép phải ăn chay thôi. Đó, chép to luôn anh em ơi, chà bá luôn. Đó, thiệt tình luôn. Quá chép to. Hay quá nè. Nè nè. Đây, đó. Nè thấy không? Cám này nè, chép ăn cám trai này nè. Ăn như điên luôn, sáng giờ mới xuống làm hơi 4 con rồi nè. Quá ăn. Hay quá nè. Ông này mới giữ nè, sáng giờ làm cái chục rồi nè. Cám ăn đó. Đó, y bin nha anh em. Này. Ăn quá sang luôn. Mới 14, 15 con. Thôi, vừa vừa thôi, 14, 13 thôi. Cái gì nữa qua đò. Vậy gì giờ là đủ đò đó. Bây giờ là chỉ là nhịp nhịp dò câu cứu người đó. À, cứu vậy hồi nụ mày khi dễ tao không mày hả? Quá hay rồi nè. Chết to đùng anh em ơi. À hồ tạp mà chuẩn bị 10. Chiều 10 giờ xuống quýnh sòn anh em. Đang chuẩn bị xuống 3 cây 10 giờ nè làm quýnh sòn luôn nha. Sáng anh Tấn anh Minh làm quá. Không giờ này nhịp nhịp dò 2 tiếng hồi là cũng đủ đủ sức rồi đó, đủ tiền rồi qua đò đó. Làm lia chi hết trơn mà. Đây, ta mình chuẩn bị chuyển qua đò 10 giờ quýnh sòn anh em ơi. Chuẩn bị đang chuẩn bị xuống 2 cây rồi. Cá bệnh mới lên. Anh em, chú bà làm quá trời làm chú ba ơi, nó cá có thua gì hồ cá bển đâu, chà bá luôn, đó cá to đùng nha anh em, quá hay chú bà, tán gì, tán con xài chỉ có 10 á, nó làm sao, cái con đầu trên đó hả, con dặn này nè, tới giờ đi vô tổng coi thử có không giờ cũng biết, nhanh nè. Nãy giờ em chạy với xe mà cái đó. Cá bự không nha, bắt cá bự không nha. Đó. Bắt cá to không? Chết rồi. Chủ mới vô tập cầu mà dính cá cỡ này không anh em. Nó con ký mấy không? Chủ mới vô tập cầu mà dính cá cỡ này nè. Thôi thôi thôi. Một chục con như vậy là qua đò. Một chục con như là dư sức qua đò. Một chục con vậy thôi càng nhiều. Đó, cá lên nhờ. Đợi chậm chậm chút xíu đi để căng sâu rồi. Đúng 10 giờ bán 2 phút 3 phút xuống căn này nữa. Đó, chậm chút xíu đi. Đây, còn chuẩn bị quýnh sòn nha anh em ơi. Thả chết con cá của người ta. Bỏ trên gọng ngủ vậy bể mặt hết. Dạ, sòi nha anh em ơi. Sòi đang ký 3 lên cá trâu anh em, học tập 3 đang ngay cá sòi ký 3 nha. Đây coi cần cá kiển nè. Cái kiển đồ căng đó trời. Cái gà cái dèo cái trời. Luôn. Cá cũ à. Chà bá. Ấy xà 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 xà. Quá đẹp anh em ơi. Lẹ lẹ vô xôi anh em ơi. À. À, cá này nè. Trắng mút luôn, chà bá luôn anh em. Quá đã. Cá lớn đang ăn mặn nha anh em, nay thời tiết đẹp nha. Nay thời tiết đẹp cá lớn ăn ăn cực kỳ sung luôn anh em ơi. Ghé Ngọc Tâm bắt đi anh em nào cũng có cá hết trơn nha. Đây nè. Hồ tạp đang sôi cá quá trời cá nha. Đây cho coi chủ câu nè anh em ơi. Đây, cho review cái giỏ cá của chú Sáu ha. Đây anh em. Đó. Nè, coi nè. Coi kiếc rồi nè anh em. Đó, cá trọng 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 không anh em ơi. Đó, này chú Sáu nổi tiếng luôn. Quá đã nha anh em. Đó, chú Ba nữa nè.
Có tôm câu anh em đang sôi nha. Chú Sáu nãy có được sôi không? Chụp hình cho chú Sáu chưa? Dán hình chú lên cổng chưa? Rồi luôn á. Hồi cho dán hình lên cổng chưa? Dán rồi luôn. Đó, anh em nào cũng có cá anh em ơi. Đó, cá anh lấp súp. Người có người không. Đó, cái một tâm bắt đây anh em. Bao lóc. Anh em mới biết chơi hay gì là qua đây là y bài nha anh em. Có cá hết nha. Đây. Đó. Đó, cuối hồ lên nữa kìa. Lên liên tục. Cá là cá lên liên tục nha anh em. Cá lớn quay cá hôm nay thời tiết đẹp nha anh em ơi. Hôm nay thời tiết đẹp, nước bữa này đẹp quá trời đẹp anh em. Ghé vô bắt nha anh em ơi. Đó. Đang sôi nha anh em. Ghé Ngọc Tâm bắt cá nha anh em. Cá hồ Ngọc Tâm dễ bắt muốn chết luôn. Cá chậm là có sẵn cả cái rọng đó để xuống cá cho anh em nha anh em. Đó anh em ghé chơi nha. Báo cá báo liên tục anh em ơi. Đây hai hồ sôi hết anh em ơi. Cá hồ nào cũng lên mạnh hết anh em, vô kiếm cảm giác chứ đi đâu nữa hả anh em. Cuối hồ lên cá gì kìa. Hả? Đây, cuối hồ lên cá đây luôn nè. Đó, trời ơi, này cá lớn ăn, cá lớn quay đầu ăn mặn nha anh em. Đây, anh này câu từ 7:30 nè anh em. Review cái rộng cá cho anh em coi nha. Tranh thủ vô quấn xôi đi anh em. Đây, review cho anh em nè anh em. Trời, đây nha anh em. Chiều sao kéo nổi trời. 30 kg. Đây nha anh em. Cá ký 2 ký cá lớn quay đầu ăn mặn. Cá lớn đang quay đầu ăn mặn nha anh em. Đó. Cá ra tí nó nhảy ra. Đó anh em. Ai có cá xuống rộng hết rồi nha. Sư phụ mấy con này sư phụ? 5 con hả? À? Đây review cho anh em nha anh em. 5 con 10 ký là qua đò rồi. Mà anh cầu 8 tiếng có 400 rồi anh em. Đây review cho anh em coi nha. Kèo. Kêu hồ không có cá nha. Đó, coi là cứ đây nha anh em, coi đồng giá 2 ký con. Đó, 5 con. 5 con 10 ký, đồng giá cho anh em luôn. Làm sao? Vừa xuống cành có cá luôn ta, hay dữ ta. Ông chú kế bên ông đang bực kia kìa. Ủa chú cũng có cá đó mà đúng không? Đó, chú mới vô nha. Chú mới vô chú không biết câu. Đó, không biết câu. Ây da, con này cũng 2 ký nè nè. Bự chỏa luôn. Hay quá chú ơi. Cá chép cú, nay cá chép cú ăn mặn lắm. Anh cũng bắt con chép cú đúng không? Con này lớn ạ, con này chắc phải 3 ký hả? Tới không? À không, con này lớn hơn, con này lớn hơn. Đó, con này 3 ký. Đó anh em. Đi đâu câu anh em ơi. Bên kia, đó. Review cho anh em từng rộng cá nha anh em. Kêu hồ nói điêu nha. Chú dọn rồi hay gì vậy? Chú dọn rồi hay gì vậy? Từ từ trời. Cá đang tới giờ ăn mặn chuẩn bị có xôi chú à. Đó. Chú tính tiền rồi à? Chú tính tiền chưa? Đó. À vậy hả? Vâng, cặp nữa đúng không? Vâng. Là câu cặp mồi nữa đúng không? Rồi cặp mồi cũng được. Đây. Đó anh em. Trời ơi cái hồ nó mát muốn chết luôn. Anh em không câu đi đâu câu không biết. Đó cứ trốn vợ thì cứ núp mà góc. Góc này là y bài luôn anh em ơi. Đúng chưa phụ? Mấy con này? 5 con hả? À? Ngồi đối diện ông chú là quá. Ông kia ông vô sao ông làm quá. Làm chú sợ chú chạy. Chú về luôn. Đây. Đó. 5 con chép coi 10 ký. Ui trời, chép coi đẹp quá anh em ơi. 5 con chép coi 10 ký. 10 ký qua đò chưa gì. Cần kia là lỗ rồi anh em. Cần này qua đò, cần này qua đò rồi. Đó. Cho em review cái rộng cá anh Minh. Anh em kêu hồ cá không ăn gì hết trơn. Hồ không có ai, không có cá hết anh em. Lẹ lẹ vô đánh xôi nè anh em ơi. Đây nha.
chấm chấm đen luôn hả? Ghê vậy? Chấm đen ăn luôn. Trời 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 trời, quá trời cá luôn. Ôi trời. Chấm đen. Chấm đen này chắc mười mấy 2-3 kg luôn nữa chứ. Ôi trời. Toàn cá cú, anh Minh bắt cá cú không vậy? Không biết đâu, mới đâu. Toàn anh Minh toàn cá cú không anh em ơi. Để đó. Mình toàn câu cá cũ không à? Toàn cá lớn ăn không anh em ơi. Đó. Đó anh em. Kẻ bắt nha. Đây. Mấy con này sư phụ? Mấy con này? Hả? À vừa xuống cần cái gì? Vừa xuống cần mà có cá rồi. Con hả? Anh này mới xuống cần anh em. Ý con này bự nè. Cá chép cũ nó ăn mặn luôn anh em. Nè, cá bự nha. Cá bự nó ăn mặn luôn rồi anh em ơi. Này cá bự tự nhiên nó quay đầu nó ăn mặn mấy ngày nay luôn anh em. Quá trời đã. Nè, nước này quá trời đẹp luôn anh em ơi. Nước đẹp dây anh em không câu đi đâu câu anh em. Đó, ghé em chơi nha. Bên này đang sôi nha anh em.